Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước, niềm tin kỳ vọng của nhân dân tỉnh Lâm Đồng và cả nước trên cương vị mới. Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ chủ chốt của tỉnh Lâm Đồng. Tự chủ để thành công. Hỗ trợ thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững. Syria khẳng định không sử dụng vũ khí hóa học. Bất an giao thông trên lòng hồ thủy điện. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 10, với đa số phiếu tán thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu đảm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch nước. Kết quả được trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố cho thấy 99,79% số đại biểu đã thống nhất bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Căn cứ hiến pháp, ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc lời tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước. Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được các đại biểu Quốc hội khóa 14 tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với nhân dân cả nước, người dân Lâm Đồng đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới. Chủ trương là bầu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước thì chúng tôi thấy rất là Đảng, Nhà nước rất sáng suốt. Chúng tôi kỳ vọng là đồng chí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước thì trong thời gian tới sẽ có cái lãnh đạo đất nước ta ngày càng phát triển, đưa đất nước ta là trở thành một cái nước mà nó vừa là vững mạnh về kinh tế và ổn định về mặt chính trị. Theo cái hệ thống quy định pháp luật của chúng ta thì Quốc hội là do dân bầu ra, và việc Quốc hội bầu Chủ tịch nước thì cũng đã được quy định trong hiến pháp và pháp luật. Do vậy, nếu mà Quốc hội bầu Chủ tịch nước thì đây cũng là do dân bầu ra Chủ tịch nước trên cái hình thức là gián tiếp, chứ còn bản chất là dân vẫn bầu Chủ tịch nước. Một lý do nữa là về cái chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, thì việc Tổng Bí thư làm cái nhiệm vụ Chủ tịch nước cũng là mở đầu cho một cái phương pháp thực hiện cái tinh gọn tổ chức bộ máy từ trung ương cho tới cơ sở. Như vậy thì chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy tôi tin chắc là sẽ có hiệu quả. Và một vấn đề cuối cùng nữa là về quan hệ đối ngoại. Thì nếu là đồng chí Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước thì cái quan hệ thực hiện công tác đối ngoại rất là thuận lợi. Chúng tôi mong rằng là ông được lên Chủ tịch nước thì ông cũng thay mặt bà con nhân dân cả nước phát huy cái nền kinh tế cho vững, cải thiện cái sự giáo dục cho tốt hơn, và tham chống tham nhũng tiêu cực là bà con chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đồng tình và thống nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch là rất tốt rồi, mà tôi thấy ở đây là dân người ta rất là tán thành, rất hoan nghênh cái chủ trương của Trung ương Đảng, rất hy vọng lắm, hy vọng là coi như là đồng chí Nguyễn Phú Trọng đó, là coi như là sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Trước đây Tổng Bí thư chỉ đạo cái chuyện là chống tham nhũng là quá tốt rồi, dân hoan nghênh. Tất nhiên cái chuyện nó còn dài, đòi hỏi những cái người lãnh đạo, những người cao nhất của Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục
làm triệt để hơn và nhanh hơn. Như vậy, với sự kỳ vọng và tin tưởng của cán bộ nhân dân Lâm Đồng đối với sự kiện chính trị quan trọng này đã thể hiện sâu sắc về sự đồng thuận giữa ý đảng với lòng dân khi đồng chí Tổng Bí Thư được bầu làm Chủ tịch nước. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, tỉnh ủy Lâm Đồng khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham dự. Đây là lớp bồi dưỡng thứ hai được tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, nắm vững những kiến thức về chủ trương đường lối của Đảng là vấn đề quan trọng. Vì vậy, lớp bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt hôm nay nhằm truyền đạt những vấn đề liên quan đến chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, đồng thời cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các nghị quyết hội nghị trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên và học viên tham gia học tập cần thể hiện trách nhiệm cao, sáng tạo, nghiên cứu, vận dụng lý luận gắn với hoạt động từ thực tiễn để phục vụ cho công tác. Đây cũng chính là nội dung quan trọng của khóa bồi dưỡng nhằm đạt kết quả cao nhất. Trong thời gian 4 ngày, 52 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ngành của tỉnh và các địa phương, được Thường trực Tỉnh ủy, các ban đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giới thiệu, truyền đạt 7 chuyên đề về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ trong tỉnh hiện nay. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân trong tình hình mới, công tác tư tưởng lý luận của Đảng, chiến lược đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới, xây dựng chính phủ liêm chính, phục vụ và hành động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh hiện nay, chiến lược bảo vệ tổ quốc, chiến lược quốc phòng và chiến lược quân sự, vấn đề về chiến lược an ninh quốc gia, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua lớp bồi dưỡng để cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh kịp thời nắm bắt kiến thức nội dung về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó, gắn với thực tiễn công việc ở từng cơ quan, đơn vị địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh bế giảng vào ngày 26 tháng 10, 2018. Chiều hôm qua 22 tháng 10, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã chủ trì buổi lễ trực tuyến ra mắt giao diện mới, cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân tối cao và 66 trang thông tin điện tử của các Tòa án Nhân dân cấp cao, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, cùng hệ thống gửi nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp tống đạt. Thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử, hệ thống đăng ký trực tuyến cấp cao, trích lục bản án tài liệu trong hồ sơ vụ án. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh và toàn thể cán bộ công chức Tòa án Nhân dân hai cấp. Qua 8 năm xây dựng và phát triển, cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân tối cao đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, do được xây dựng từ lâu, cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân tối cao đã bộc lộ nhiều hạn chế, như xây dựng trên nền tảng công nghệ đã cũ, khả năng mở rộng các chức năng mới bị hạn chế, cấu trúc thông tin chưa đồng bộ. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra trong tình hình mới, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã quyết định phê duyệt, nâng cấp cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân tối cao, đồng thời xây dựng mới 66 trang thông tin điện tử của 3 Tòa án Nhân dân cấp cao và 63 Tòa án Nhân dân cấp tỉnh với nền tảng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu về chức năng và việc phát triển lâu dài, cũng như khả năng tích hợp liên kết các hệ thống công nghệ thông tin hiện có và trong tương lai. Cùng với việc ra mắt giao diện mới, cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân, trang thông tin điện tử Tòa án cấp cao và cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân tối cao cũng ra mắt các hệ thống công nghệ thông tin được tích hợp trên cổng thông tin điện tử của Tòa án, nhằm giúp người dân có thể nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ mà không cần trực tiếp đến Tòa án. Tòa án cũng có thể nhanh chóng thông báo, tống đạt giấy tờ, văn bản tố tụng cho đương sự tham gia tố tụng với phương thức điện tử. Việc yêu cầu Tòa án cấp cao bản sao, quyết định và các tài liệu trong hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng cũng được thực hiện nhanh chóng, đơn giản, thông qua phần mềm tích hợp tại bất cứ nơi và thời điểm nào.
Với việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin nêu trên, góp phần đổi mới mạnh mẽ thủ tục hành chính tư pháp và thủ tục giải quyết các vụ việc tại tòa án, giúp người dân tiết kiệm chi phí và công sức đi lại, ngăn chặn sự nhũng nhiễu phát sinh từ việc trực tiếp thụ lý đơn khởi kiện và cấp sao trích lục, bản án tòa án. Chiều nay 23 tháng 10, Ban Nội chính, tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức cuộc họp bàn triển khai thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược cải cách tư pháp tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các bộ luật mới trên địa bàn. Tham dự có lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy, đại diện báo Lâm Đồng và đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Theo lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy Lâm Đồng, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên báo Lâm Đồng và làn sóng đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng đã có nhiều đổi mới với nhiều thông tin, nội dung, chương trình phong phú đa dạng trên nhiều lĩnh vực, nhất là các nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, nội chính và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách tư pháp. Mặc dù vậy, những nội dung thông tin trên vẫn chưa thực sự đáp ứng như kỳ vọng. Lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, giữa Ban Nội chính tỉnh ủy, đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng và báo Lâm Đồng sẽ có thêm nhiều chương trình phối hợp trao đổi để kịp thời đưa thông tin đến với đông đảo người dân. Trong đó trọng tâm trên ba lĩnh vực chính như công tác phòng chống tham nhũng, lĩnh vực nội chính và các chương trình chiến lược cải cách tư pháp, cũng như một số lĩnh vực sự kiện quan trọng của địa phương. Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng và báo Lâm Đồng đề nghị Ban Nội chính tỉnh ủy đẩy mạnh công tác phối hợp, nhất là cử các đầu mối để cung cấp thông tin và các nội dung liên quan để kịp thời thông tin, đồng thời tiếp tục xây dựng chuyên trang chuyên mục đa dạng hóa các hình thức đưa tin để chuyển tải đến khán giả và người dân địa phương. Ngoài ra, trên một số lĩnh vực nội chính, lĩnh vực phòng chống tham nhũng, đây là những vấn đề nhạy cảm và phức tạp, do đó lãnh đạo đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng và báo Lâm Đồng mong muốn Ban Nội chính và các cơ quan chuyên môn thuộc Ban Nội chính tỉnh ủy sẽ có sự chia sẻ thông tin, hỗ trợ cung cấp thông tin, cử công tác viên tham gia và đóng góp để xây dựng công tác tuyên truyền trong thời gian tới đạt được kết quả cao, kịp thời cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân trên địa bàn. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, nông dân Lâm Đồng cần có nhiều giải pháp để luân canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tạm dừng việc san lấp con đường vào hẻm 34 phường 2, thành phố Đà Lạt. Theo các hộ dân trồng rau nuôi tằm ở Lâm Đồng, giá cán tằm năm nay đang có chiều hướng tăng cao, dao động từ 160.000 đến 170.000 đồng một ký. Với mức giá này, bình quân 1 hecta trồng rau nuôi tằm giống mới, mỗi năm người trồng rau nuôi tằm thu lợi nhuận cao hơn từ 2,5 đến 3 lần so với các loại nông sản khác. Theo người nuôi tằm ở Lâm Đồng cho biết, giá kén tăng cao do hiện nay trên địa bàn đã hết mùa mưa, kén tằm cho chất lượng và mẫu mã đẹp nên được thị trường ưa chuộng. Với mức giá như hiện nay, trung bình một hộp tằm giống nuôi trong 15 ngày cho thu hoạch, người dân có lãi từ 7 đến 8 triệu đồng. Với mức giá này, nông dân lại cao hơn nhiều so với trồng những loại cây nông nghiệp khác, nên nhiều hộ nông dân đang chuyển đổi từ sản xuất cà phê, lúa, chè sang trồng rau nuôi tằm. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 5.200 hecta rau tằm, sản lượng kén tằm đạt trên 5.000 tấn một năm, với gần 16.000 hộ dân trồng rau nuôi tằm tại 10 huyện và thành phố Bảo Lộc. Năm 2017, các sản phẩm tơ tằm phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa mang thương hiệu xuất xứ từ Bảo Lộc đạt giá trị gần 10 triệu đô la Mỹ. Giá kén tằm tăng cao là do nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu của các cơ sở ươm tơ dệt lụa trong và ngoài tỉnh. Tơ tằm Việt Nam là mặt hàng được các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Trung Quốc ưa chuộng. Và trong nhiều năm qua, tơ Lâm Đồng được sản xuất chủ yếu để xuất khẩu. Hiện nay, cùng với sự biến đổi của khí hậu là các vấn đề về dịch hại cây trồng đang là thách thức đối với cả nông dân, doanh nghiệp và các ngành chức năng Lâm Đồng. Vì vậy, ngoài các giải pháp hóa học, thì để có thể nâng cao hiệu quả canh tác thích ứng với môi trường, các nhà khoa học khuyến cáo nông dân cần phải luân canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhưng trở ngại lớn nhất cho vấn đề này là nông dân ngại thay đổi thói quen canh tác và lo ngại về tính hiệu quả của cây trồng mới. Tuy nhiên, vẫn có những nông dân dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi để hái được những quả ngọt của sự mạnh dạn, quyết tâm. Anh Nguyễn Văn Bảy, phường 10, thành phố Đà Lạt đã gắn bó với những loại cây trồng như một phần tất yếu của cuộc sống anh. Trước đây, anh chỉ độc canh cây cà chua với suy nghĩ mình đã quen với quy trình sản xuất này. Nhưng quá trình canh tác, anh nhận thấy
cây trồng bị sâu bệnh hại tấn công, cộng với tính chất đất đã thay đổi do độc canh một loại cây trồng lâu ngày, nên anh đã quyết định đa dạng hóa cây trồng. Hiện chỉ trên 4 sào đất, anh đã sản xuất đồng loạt 3 loại, hoa cúc, cà chua và lơ baby. Thì mình cứ thay đổi luân phiên trong cái vườn của mình, chứ mình không có trồng lặp lại một thứ. Vì sao ạ? Vì tất cả những cái cây trồng này thì những cái dòng chất thúc thì nó sẽ như nêu hết, thì mình cứ nghĩ là mình sẽ đổ là nó khác cái loại cây trồng thì mình có thể tiêu diệt được những cái phần nào thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả cao hơn. Mình trồng sen thì mình thấy mình cái nguồn nào mình cũng có thu nhập được hết. Cũng giống như anh Bảy, anh Bùi Văn Sự, thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập, Đơn Dương đã từng canh tác các loại rau củ và một số cây ngắn ngày khác. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh ngày càng gia tăng, công lao động đắt đỏ cộng với đầu ra cũng bấp bênh khiến anh quyết định chuyển sang trồng cây bơ giữa vùng đất Đơn Dương, vừa rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Ban đầu cùng nhiều lo lắng trăn trở với loại cây trồng mới với kỹ thuật canh tác khác hoàn toàn, nhưng bằng quyết tâm và sự học hỏi, anh đã thành công. Hiện nay, với diện tích khoảng 4 sào đất này, mới ở tuổi thứ 3, vườn bơ đã cho anh năng suất khoảng 4 tấn. Đây là giống bơ bus, trái mùa nên giá bán cũng đạt hơn 100.000 đồng một kg, hứa hẹn sẽ cho anh nguồn thu nhập khoảng 400 triệu đồng trong vụ bơ năm nay. Cũng có trồng cây ngắn ngày, rồi cây dài ngày cũng có, như chanh, rồi cây dứa, gọi là cây thơm đó. Cũng trồng đủ thứ hết, nhưng mà nó thứ nhất là vất vả, thứ hai thì giá trị kinh tế nó mang lại cũng không có như mình mong muốn, rồi bệnh tật của nó khí hậu điều kiện nó cũng phù hợp lắm. Thì từ đó mình tìm hiểu thì mình đưa cái giống bơ này vào mình làm tới giờ. Hiện nay á thì qua cái thời gian canh tác dài, đất nó lão hóa, nó bị bào mòn. Thì hiện nay cái phương án mà để sử dụng cái nông nghiệp bền và vững rất là hiệu quả, và không còn cái hướng canh tác lạc hậu như ngày xưa, coi như là phải suốt ngày là cứ phải đi bón phân với bơm thuốc nhiều. Nhưng mà bây giờ là nó trở thành tạo ra một cái nền đất là bền vững, cây có thể là phát triển quanh năm. Dám nghĩ, dám làm, nhất là dám thay đổi một thói quen, chấp nhận rủi ro, tiếp cận cái mới, đã đưa nông dân Lâm Đồng vượt qua những khó khăn của những điều kiện khách quan. Đó là sự thể hiện phương châm làm chủ tư liệu sản xuất, làm chủ cơ hội để đi đến thành công của nông dân một tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp. Sáng nay 23 tháng 10, ông Trương Hữu Hiệp, Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, cùng với các thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Đơn Dương về các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng còn lại của năm 2018. Báo cáo của Ban An toàn Giao thông huyện Đơn Dương cho thấy, trong 10 tháng năm 2018, mặc dù đã tập trung quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông với hàng trăm ca tuần tra kiểm soát và xử lý trên 2.400 trường hợp vi phạm, thu phạt trên gần 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe gần 50 trường hợp. Tuy nhiên, tình hình trật tự giao thông có nhiều chuyển biến phức tạp. 10 tháng năm 2018, trên địa bàn huyện Đơn Dương xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết, 13 người bị thương, so với cùng kỳ tăng cả 3 tiêu chí và là địa phương có số người bị thương tăng cao nhất tỉnh 333%, số vụ tăng 100%, số người chết tăng 120%. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông do nam giới chiếm 100%, tập trung phần lớn trên tuyến quốc lộ với tỷ lệ 64%. Tại buổi làm việc, Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đã nghe các giải pháp và đề xuất của chính quyền địa phương, các thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đơn Dương những tháng cuối năm 2018. Trong đó, tập trung phần lớn cho công tác tuyên truyền, giải tỏa các điểm lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn đường bộ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời khắc phục các điểm đen có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị huyện Đơn Dương tiếp tục quan tâm đến các vấn đề như kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý nghiêm bến cóc xe dù, giảm tối đa tai nạn giao thông đối với trẻ em, có các giải pháp quyết liệt đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đối tượng và địa bàn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, cũng như chú trọng về hạ tầng giao thông. Sáng ngày 23 tháng 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Di Linh tổ chức lớp tập huấn bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018 cụm 1 gồm các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Oai, Đạ Tẻ, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc. Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh
Trong thời gian 2 ngày, hơn 100 học viên là cán bộ văn hóa xã của các xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương nói trên đã được tập huấn các nội dung như hướng dẫn phương pháp, cách thức tổ chức tập luyện và thi đấu một số môn thể thao dân tộc, luật, phương pháp trọng tài, thực hành môn bắn nỏ, bắn ná. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn thực hiện các trò chơi dân gian như nhảy sạp, giã gạo. Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ cơ sở có thêm những kiến thức và kỹ năng trong việc tổ chức các môn thể thao dân tộc, từ đó góp phần vào việc bảo tồn, phát triển các môn thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần ở thôn, làng, bản. Sáng 23 tháng 10, Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Lâm Đồng đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2022. Hiện Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Lâm Đồng có 80 hội viên, là những đầu bếp có uy tín, tay nghề cao, kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, đã và đang xây dựng câu lạc bộ đầu bếp chuyên nghiệp ngày càng phát triển. Thương hiệu Lâm Đồng ProChef đã được biết đến trong và ngoài nước. Song song đó, hàng năm Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp cũng tổ chức và tham gia giới thiệu món ăn ẩm thực tại các cuộc thi trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện cho các đầu bếp, đặc biệt là các đầu bếp trẻ được trổ tài giới thiệu về các món ăn ẩm thực, qua đó nâng cao tay nghề ẩm thực cho các đầu bếp để tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình. Nhiệm kỳ 2018-2022, Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Lâm Đồng tiếp tục kết nạp thêm hội viên, tổ chức và duy trì các cuộc thi ẩm thực, giới thiệu những món ăn mới để thu hút du khách đến với tỉnh Lâm Đồng thông qua những món ăn mang dấu ấn của Đà Lạt. Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp bầu 15 hội viên trong ban chấp hành chi hội nhiệm kỳ 2018-2022. Dịp này, hành trình tìm kiếm các giá trị kỷ lục bếp vàng về ẩm thực và đặc sản Việt Nam năm 2018 đã vinh danh các đầu bếp đã có nhiều cống hiến đóng góp trong việc quảng bá những giá trị kỷ lục ẩm thực và đặc sản Việt Nam. Đồng thời, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch Lâm Đồng tặng giấy khen cho các đầu bếp đã có thành tích tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch trong thời gian qua. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng 23 tháng 10, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh sinh viên năm học 2018-2019. Trong 2 ngày, học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt sẽ được tìm hiểu các nội dung về các chủ trương chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng về chiến lược kinh doanh, những kỹ năng thuyết phục nhà đầu tư và các hình thức huy động vốn khi mới khởi nghiệp. Ngoài ra, các bạn học sinh, sinh viên được trao đổi với các doanh nghiệp chuyên gia về những kỹ năng liên quan về vấn đề xây dựng ý tưởng và khởi nghiệp. Thông qua lớp tập huấn, giúp cho các bạn học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp. Từ đó xác định hướng đi riêng của bản thân, tiếp tục ươm mầm và nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp để có thể biến ý tưởng thành hiện thực, có khả năng tạo việc làm cho bản thân và cho xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Do diễn biến thời tiết phức tạp, hiện nay trên địa bàn huyện Đạ Tẻ đã phát sinh các loại sâu bệnh gây hại trên vụ lúa đông xuân và hè thu, cùng một số cây trồng khác. Trong đó có trên 3.180 hecta lúa nhiễm rầy nâu và gần 2.800 hecta bị nhiễm bệnh khô vằn, đạo ôn. Bệnh hạt thâu và rỉ sát trên cây dâu gây hại 490 hecta. Để khắc phục và giảm thiểu diện tích bị thiệt hại, ngành nông nghiệp huyện Đạ Tẻ phối hợp với chính quyền địa phương, cán bộ khuyến nông các xã tiến hành đồng loạt các giải pháp, triển khai các biện pháp phòng trừ ngăn chặn để tránh dịch bệnh lây lan. Chú trọng khuyến cáo bà con nông dân tích cực thăm đồng, theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng. Ngoài ra, ngành nông nghiệp địa phương đã tập trung hướng dẫn cho bà con nông dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng, đúng thuốc để phòng trừ các loại dịch bệnh nêu trên. Sau khi nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân hiện có nhà và đất ở tại hẻm 34, số 4F cũ, đường Bùi Thị Xuân, về việc gia đình ông Lê Văn Hiếu đang xây dựng khách sạn Thiên Phúc, ngang nhiên đổ các xe tải cát chặn con đường vào hẻm 34. Chiều hôm qua 22 tháng 10, Ủy ban nhân dân phường 2 cùng các phòng chức năng của thành phố Đà Lạt đã thực tế hiện trường và tiến hành đo đạc lại toàn bộ lộ giới, cũng như diện tích hiện nay của căn nhà và con hẻm 34. Qua đo đạc cho thấy khách sạn Thiên Phúc đang xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có hồ sơ pháp lý rõ ràng, được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp thuộc một phần thửa đất số 73 tờ bản đồ C69-3AC. Tuy nhiên hiện nay,
Trên phần đất này có phần đất hẻm chung của các hộ gia đình tại khu vực hẻm 34, số 4 F cũ, dẫn ngang qua thửa đất của ông Hiến. Và con hẻm này đã tồn tại trên 30 năm. Do vậy, việc đổ đất cát và san ủi lắp con đường vào hẻm 34 là chưa phù hợp với thực tế và ảnh hưởng việc đi lại của người dân trong khu vực. Trước mắt, sẽ tạm dừng việc đổ và san ủi cát, tiếp tục duy trì con đường dẫn vào hẻm 34, đồng thời mời các bên liên quan bàn bạc tìm giải pháp hợp lý. Lãnh đạo phường 2 thành phố Đà Lạt cho biết sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt và các đơn vị liên quan trong thời gian sớm nhất về vấn đề chồng chéo trong việc đo đạc, cắm mốc phân định diện tích của căn nhà 34 và hẻm 34, đảm bảo quyền đi lại của người dân và việc kinh doanh của khách sạn Thiên Phúc. Vào khoảng 15 giờ chiều hôm qua 22 tháng 10, trên địa bàn hai xã Roman và Liên Sơ Rôn, huyện Đâm Rông, bất ngờ xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo gió lốc kéo dài 15 phút đã gây thiệt hại nặng nề tài sản của nhân dân. Cụ thể, tại địa bàn thôn 1 xã Roman, gió lốc đã làm tốc mái 11 căn nhà, trong đó có 5 gia đình là hộ nghèo và gia đình chính sách. Tại thôn 4 xã Liên Sơ Rôn, gió lốc đã làm tốc mái 5 căn nhà, trong đó có 2 hộ nghèo. Ngay sau khi bị lốc xoáy xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đâm Rông phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Liên Sơ Rôn, Roman, huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên nhanh chóng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, nhằm giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đâm Rông, gió lốc đã gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ đồng. Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi. Syria khẳng định không sử dụng vũ khí hóa học. Là những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. Mục tiêu chung của đề án nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí và trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất tinh thần cho người dân tại các thôn của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Mục tiêu cụ thể, tại các xã thuộc phạm vi đề án, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm ít nhất 5%. Đến năm 2020, thu nhập của người dân tại các xã thuộc phạm vi đề án tăng ít nhất từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015. Khung tiêu chí nông thôn mới cấp thôn thuộc phạm vi đề án như sau: về nhóm tiêu chí về tổ chức cộng đồng, có ban phát triển thôn hoạt động theo quy chế, có quy ước, hương ước thôn, được đại đa số người dân thông qua và cam kết thực hiện. Đối với nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn, có mô hình sản xuất kinh doanh tập trung hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu của thôn theo định hướng của chương trình mỗi xã một sản phẩm hoặc mô hình phát triển du lịch cộng đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 10 tiếp tục thặng dư với mức 6,33 tỷ đô la Mỹ. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng giá trị xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10 đạt hơn 20 tỷ đô la Mỹ, giảm 2% so với nửa cuối tháng 9. Cộng dồn từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 373 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 có mức thặng dư 39 triệu đô la Mỹ, đưa cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 10 tiếp tục thặng dư với mức 6,33 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương hoàn tất thủ tục để mở đường bay thẳng chuyến bay từ Liên bang Nga đến sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và ngược lại. Trước đó, hãng hàng không Ura Airlines của Liên bang Nga đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đề xuất mở đường bay thuê bao chuyến từ Liên bang Nga đến sân bay Tuy Hòa. Ban đầu, đường bay này sẽ có tần suất 4 chuyến một tuần, đưa du khách từ Liên bang Nga đến Tuy Hòa và ngược lại. Được biết hiện nay, mỗi tuần cảng hàng không Tuy Hòa có 25 chuyến bay nội địa trên 2 tuyến, Tân Sơn Nhất Tuy Hòa, Nội Bài Tuy Hòa và ngược lại. Dự kiến trong năm nay, tổng lượt khách qua cảng đạt 430.000 lượt. Hiện nay, cảng hàng không Tuy Hòa đang được đầu tư hệ thống đèn tín hiệu đường băng, hệ thống hỗ trợ tín hiệu cất hạ cánh để phục vụ bay đêm.
Theo tính toán, đến năm 2020, cảng hàng không Tuy Hòa sẽ đón khoảng 600.000 lượt khách, vượt công suất thiết kế của nhà ga. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng quy hoạch 22 sân bay trong cả nước, trong đó có việc tính toán đầu tư mở rộng sân bay Tuy Hòa phù hợp với nhu cầu phát triển. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ý định muốn xây dựng kho vũ khí hạt nhân để đối phó với Nga và Trung Quốc. Ông khẳng định việc rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung INF với Moscow cũng là để cảnh báo Bắc Kinh. Phát biểu với báo giới, ông Trump tiếp tục khẳng định Nga đã vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung INF. Ông nhấn mạnh việc xây dựng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ là lời cảnh báo đến bất kỳ nước nào, trong đó có Nga và Trung Quốc. Theo ông Trump, Bắc Kinh không phải là một bên tham gia hiệp ước và đây chính là một mối đe dọa. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ suy nghĩ kỹ về quyết định rút khỏi INF với Nga và chỉ trích Washington đề cập tới Bắc Kinh trong vấn đề này. Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng có cùng quan điểm với Tổng thống Trump về việc rút khỏi INF. Trong khi đó, giới chức Nga ngày 22 tháng 10 khẳng định nước này sẽ buộc phải tìm cách khôi phục thế cân bằng quân sự với Mỹ nếu ông Trump thực hiện tuyên bố rút khỏi INF. Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô ký kết năm 1987, quy định hai nước không được sản xuất, thử nghiệm và triển khai tên lửa đạn đạo và tên lửa có cánh, bố trí trên đất liền có bán kính hoạt động từ 500 km đến 5.500 km. Trong khi đó, ngày 23 tháng 10, giới chức ngoại giao Syria khẳng định nước này không bao giờ sử dụng các loại vũ khí, đạn có chất cấm và luôn tuân thủ công ước cấm vũ khí hóa học. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây liên tục cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh với phiến quân. Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Al-Mekdad khẳng định Damas không bao giờ sử dụng các loại vũ khí hóa học trong cuộc chiến chống lại những phần tử khủng bố được các thế lực nước ngoài hậu thuẫn. Quan chức này cũng tố cáo liên quân do Mỹ đứng đầu đã từng sử dụng đạn dược có chứa chất phốt pho trắng nằm trong danh mục bị cấm tại tỉnh Deanzor hồi đầu tháng 10 vừa qua. Nhà chức trách Syria từng nhiều lần khẳng định không sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh liên tục cáo buộc Damas sử dụng vũ khí hóa học để tấn công các cơ sở của phiến quân và coi đây là cái cớ nhiều lần tấn công quân sự chống lại Syria. Nhật Bản đã quyết định ngừng các dự án viện trợ phát triển chính thức ODA vào tài khoá tới cho Trung Quốc. Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản sáng nay đã xác nhận thông tin này. Thay vào đó, Tokyo đã đề xuất một sáng kiến mới trong việc hợp tác đôi bên cùng phát triển, do Trung Quốc đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và không còn phụ thuộc nguồn vốn hỗ trợ từ Tokyo như các thập kỷ trước. Hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này sẽ cùng nhau hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển. Dự kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đề xuất các kế hoạch này trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường vào ngày 26 tháng 10 này ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhật Bản đã viện trợ vốn ODA cho Trung Quốc trị giá 3.650 tỷ yên, tương đương 32,4 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 1979, một năm sau khi hai nước ký Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị song phương. Dự kiến Thủ tướng Abe sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 và tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Các chương trình tiêm chủng của Philippines đang gặp không ít khó khăn trong triển khai. Nguyên nhân là do người dân mất lòng tin với việc tiêm chủng sau khi Philippines phải tạm dừng chương trình tiêm vaccine sốt xuất huyết hồi cuối năm 2017 do vaccine này có vấn đề. Nhiều bậc phụ huynh của các em học sinh trường học này tỏ ra khá lo ngại với chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, đặc biệt là sau vụ bê bối vaccine sốt xuất huyết trên cả nước hồi cuối năm 2017. Tôi vẫn chưa hết lo lắng vì cả bốn đứa con của tôi đều được tiêm vaccine này ở trung tâm y tế. Ngày càng có nhiều người dân Philippines mất lòng tin với chương trình tiêm chủng quốc gia, không chỉ với vaccine sốt xuất huyết mà cả các loại vaccine khác. Nếu như năm 2015, có tới 93% người dân Philippines tin rằng việc tiêm chủng là cần thiết, thì tới năm 2018, con số này đã giảm mạnh, chỉ còn 32%. Sự suy giảm này khiến việc kiểm soát khả năng bùng phát những dịch bệnh khác như bệnh sởi, sốt rét thông qua tiêm chủng trở nên khó khăn hơn. Các chương trình tiêm chủng quốc gia là bước quan trọng trong việc ngăn chặn sự bùng phát của những dịch bệnh nguy hiểm nhất thế giới như sởi, sốt rét hay sốt xuất huyết. Chính vì vậy, xây dựng niềm tin của người dân vào vaccine là một trong những điều chính phủ các nước cũng như các tổ chức cần đặc biệt quan tâm.
Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay, giải pháp nào để quản lý giao thông trên lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng? Từ một vài hộ mưu sinh, đến nay số tàu thuyền của người dân dùng để vận chuyển hàng hóa và đánh bắt chăn nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Đa Mê, địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Di Linh ngày càng gia tăng. Bà con sử dụng thuyền chủ yếu theo cách tự phát nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên lòng hồ. Vì vậy, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần có những giải pháp trong quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ý thức hơn trong quá trình sử dụng tàu thuyền hoạt động trên lòng hồ. Sinh sống trên lòng hồ thủy điện Đạm Mi, địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Di Linh hơn 15 năm nay, phương tiện đi lại phục vụ mọi nhu cầu sinh hoạt sản xuất của ông Văn đều phụ thuộc vào con thuyền nhỏ này. Biết là bất an nhưng phải chấp nhận. Sống ở dưới tàng là dưới hồ này phải đi thuyền không à? Nói gì? Mà giờ bảo đảm vụ an toàn đó thì bị gì con tôi dân biết lỗi không, mà chỉ có mấy đứa nhỏ nó chưa biết thôi. Nguy hiểm cũng phải làm chứ cha già. Do đặc thù của người dân sống ở đây là đi lại và vận chuyển là bằng xuồng và ghe máy. Do đó cái đặc thù này là vẫn xảy ra thường xuyên. Do đó cái việc mà ngăn chặn và khuyến cáo với người dân bảo đảm an toàn và không được dùng các loại ghe thuyền tự phát là rất khó khăn. Không chỉ ông Văn, nhiều gia đình sinh sống trên lòng hồ, thuyền là phương tiện phục vụ đời sống. Mặc dù được khuyến cáo của đơn vị quản lý và ngành chức năng, nhưng việc vận chuyển bằng tàu thuyền trên sông nước khó có thể đảm bảo an toàn. Ban quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc cho biết, tại lòng hồ đến nay có hơn 30 tàu thuyền đang hoạt động, đa số của bà con nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Đề nghị các cấp chính quyền địa phương cũng như là các ngành chức năng, nhất là công an của huyện phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và biện pháp quản lý các ghe thuyền để tránh những cái rủi ro xảy ra. Huyện Di Linh có 122 phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các lòng hồ thủy điện Ca La, xã Bảo Thuận, lòng hồ thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi, xã Hòa Bắc, thủy điện Đồng Nai 2 tại các xã Gia Hiệp, Đinh Lạc, Tân Nghĩa, thủy điện Đồng Nai 3, xã Đinh Trang Thượng. Qua kiểm tra mới đây, ngành chức năng huyện Di Linh lập biên bản đình chỉ 19 trường hợp phương tiện vi phạm không có đăng ký đăng kiểm, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, người điều khiển không có chứng chỉ bằng lái tàu. Ngoài ra, lực lượng công an huyện còn yêu cầu 122 lượt chủ người điều khiển phương tiện viết cam kết chấp hành luật giao thông thủy nội địa, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền ý thức sử dụng tàu thuyền của các hộ gia đình sinh sống trên các lòng hồ. Thì với cái tính chất của các cái hoạt động của loại phương tiện như thế, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với cái người các doanh nghiệp sử dụng các cái phương tiện tàu thuyền để hoạt động kinh doanh và những cái người dân sử dụng phương tiện tàu thuyền để sử dụng trong cái việc mà sản xuất nông nghiệp và đánh bắt thủy sản, làm sao đấy để tăng cường cái ý thức chấp hành luật giao thông thủy nội địa cũng như là kịp thời là xử lý các cái trường hợp vi phạm. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy đang là vấn đề cấp thiết hiện nay ở Di Linh. Việc gia tăng tàu thuyền hoạt động tự phát trên lòng hồ luôn tạo sự bất an. Vì vậy, cùng với trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, thì chính các chủ phương tiện và mỗi người dân khi tham gia giao thông đường thủy cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an toàn cho mình và mọi người để những vụ tai nạn đáng tiếc không xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.